xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm review thông tin bất động sản Alo Căn hộ SR.com lại tiếp tục có mặt tại khu căn hộ Eco Green. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ các bạn đi xem về tiến độ của thi công hạ tầng tại khu đô thị Eco Green. Hiện tại đây trước mặt các bạn đây thì là cái đường Nguyễn Văn Linh mở rộng, hiện tại là đang làm mở rộng đây, mở rộng đây. Đấy, đường Nguyễn Văn Linh hiện tại là đang mở rộng. Đấy, xuất từ cái cục bên kia và đến tuyến đường Huỳnh Tấn Phát. Đây, ở phía bên trong này thì là cây xanh, cái dải cây xanh đây thì là đã hoàn thành từ lâu rồi. Nói đây là cái đường Nguyễn Văn Linh hiện tại là đang làm mở rộng đây. Thì hiện tại là đang làm ở đến phía đầu kia, thì theo thông tin chúng tôi nhận được biết đấy thì là chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn và ở bên ủy ban nhân dân thành phố thì đã hiện tại là đã đo đạc về phía đằng kia sẽ làm cái đảo giao thông, thì hiện tại là đã đo đạc rồi, thì sắp tới thì sẽ triển khai ở phía góc bên kia phía đèn xanh đèn đỏ ấy, sẽ là một cái đảo giao thông. Và sau này đảo giao thông này thì nó sẽ là cái đảo giao thông giữa đường Nguyễn Văn Linh, cầu Tân Thuận đổ xuống và cầu Thủ Thiêm 4. Nó sẽ là cái đảo giao thông của những tuyến đường đấy. Còn hiện tại bên trong cái hạ tầng đường xá của khu đô thị Eco Green thì đã là làm xong từ lâu rồi. Cái trục đường đây là được trục đường chính đi vào đây. Trục đường chính đi vào cái này thì nó rộng khoảng 20m. Đâu đó là 20m. Tại hạ tầng khu này thì là hoàn chỉnh đường xá, cây xanh, công viên vỉa hè đã làm xong hết hoàn toàn rồi. Đấy. Còn là phía bên trong này đây là cái khu tiện ích đây, thì nó sẽ có là cái nhà hàng tiệc cưới đã lên đến tầng 2 rồi, đang làm cái khung sắt bên kia. Đấy, các bạn có thể thấy. Thì hiện tại thì tôi không có ở trên cao, nếu mà ở trên cao nhìn xuống các bạn có thể thấy là có cả cái đài phun nước hiện tại ngay bên cạnh. Trong khu này đây sẽ làm được, đang làm. Đấy, đây là trục đường chính trong cái khu đi. Đây là khu nhà điều hành bên kia. Bên kia thì hiện tại vẫn đang gọi để bên chủ đầu tư người ta ngồi, người ta làm các thủ tục mua bán hợp đồng với khách hàng ở đây. Đấy. Đây là đường. Đấy. Còn cái đây là cái trường Việt Mỹ đây. Trường Việt Nhật chứ quên mất. Trường Việt Nhật hiện tại đang là hiện dự kiến năm sau thì là sẽ hoàn thiện xong. Còn cái trục đường này là trục đường D2, đường này là nó có độ dưới là 28m. Đây là trục đường D2 đây. Đấy. Hạ tầng khu này đã xong rồi. Còn đây là cái trường Kim Đồng thì đã tuyển sinh và đi vào hoạt động giảng dạy từ năm 2020, trường Kim Đồng. Thì đây là tiến độ là tòa HR3 đây, tòa HR3 thì là đang hoàn thiện, dự cưới là đầu năm sau thì sẽ bàn giao. HRM2 thì bên kia thì là đã hoàn thiện cơ bản xong rồi, cuối năm nay bàn giao. Cái phía đường này thì là người ta đang làm công trình nhưng mà không cho mình vào được. Đấy, trục đường thứ hai, trục đường N2 này nó có độ dưới của nó 10m. Đấy, kết nối với lại khu dân cư hiện hữu phía đằng sau bên kia. Đấy. Rồi mình đi vòng ra bên ngoài nha các bạn. Đó, cái trục đường này sau này kết nối thẳng vào cái khu tòa M2 và HR3 này. Đấy. Đường này đây. Ra bên ngoài đường D2 đường trục chính này, đường này là rộng nhất là 28m, đường bên kia là 20m. Các dải cây xanh bên này thì là vẫn được chăm sóc tỉ mỉ. Đây là các xe bồn này là đi tưới nước cho các cái dải cây xanh, ngày nào là sáng nào là xe cũng là đi một lượt là tưới nước cho các cái dải cây xanh cảnh quan ở đây.
ra bên kia là cũng có một cái đảo giao thông nhỏ của các cái đường nối đường D2 và đường Bình Thuận. Thì đâu đó thì là chỉ là khoảng đầu năm sau thôi là toàn bộ là cái khu này là bàn giao hết, các căn hộ bàn giao hết cho cư dân rồi, là hoàn thiện. Đây là cái đường trục nối ra phía đường Nguyễn Văn Linh song song với đường 2 kia. Đây đường. Đường này là nối đấy, song song với trục bên kia ở Eco Green. Còn đấy, các bạn có thể thấy cái này đang làm này. Đấy, trục đường thi công. Được. Đây, số đèn xanh đỏ đây, đây sau này cái đoạn kia nó sẽ là đảo giao thông đấy. Đấy, đảo giao thông kết nối trên cầu Tân Thuận đổ xuống này, xong là nối sang bên Thủ Thiêm bằng cầu Thủ Thiêm 4. Thì dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 thì nó sẽ có đặt tên cầu Thủ Nữ các bạn ạ. Đấy, còn đi thẳng xuống kia là vào khu khoảng 500m thôi, là khu chế xuất Tân Thuận. Sau này là khu chế xuất Tân Thuận được định hướng là cái khu chế xuất công nghệ cao, và cảng Tân Thuận thì cũng đã được di rời. Khu vực này thì chỉ còn khoảng 2-3 năm nữa thôi là đẹp tuyệt vời thôi. Đấy. Đấy, còn cái góc mé bên này đây, cái khu đất mé bên này đây thì là sau này là sẽ có tòa khách sạn 69 tầng có bãi đỗ trực thăng, được vận hành bởi tập đoàn Hyatt Hotel của Mỹ. Ngoài ra thì là cũng có, sẽ có một cái trung tâm thương mại Shopping Mall quy mô hơn 10.000 m², tại chủ đầu tư đang làm việc các cái đơn vị nhãn hàng AON rồi đấy, chưa chính thức đang làm việc. Rồi đấy, toàn cảnh là khu rồi. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi cập nhật cơ bản cho các bạn về cái tiến độ của thi công, chủ yếu là cái đường mở rộng đường Nguyễn Văn Linh thôi, và những cái hạ tầng đường trong này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trang thông tin bất động sản alo.com. Các bạn có thể là bấm theo dõi, like hoặc share để ủng hộ cho nhóm chúng tôi có động lực để tiếp tục đi mà review thực tế những cái dự án. Thì ngoài ra thì ví dụ như các bạn có quan tâm muốn mua căn hộ ở đây tìm hiểu thì là chúng tôi cũng có một đội ngũ kinh doanh tư vấn, số điện thoại là 0909 910 884 để tư vấn chi tiết. Chúng tôi cũng là đơn vị là đối tác là phân phối chính thức của các cái căn hộ còn lại của dự án Eco Green. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.